Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Xin chào tất cả anh chị các bạn đã trở lại cái kênh video của GH Shop ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Đức Quyết lại may mắn được cùng trở lại trong cái chuỗi video cùng chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị những cái giá trị, đúng không ạ? Và trong cái video này thì ngày hôm nay thì Đức Quyết muốn trả lời những cái câu hỏi băn khoăn của thắc mắc của một số các anh chị em, các chủ nhà thuốc thời gian vừa qua. Thì Đức Quyết muốn chia sẻ theo góc nhìn của Đức Quyết là những cái vấn đề và của các nhà thuốc đang gặp phải, và cái giải pháp là gì, và GH Shop có giúp gì được cô bác anh chị hay không. Thì đầu tiên thì bản thân cô bác anh chị biết là bây giờ tất cả các nhà thuốc thì có phải gặp cái sự cạnh tranh rất lớn. Bởi vì như Đức Quyết biết, ở một số nước như Singapore hay Hàn Quốc thì người ta sẽ căn cứ theo mật độ số dân thì người ta mới cho phép mở nhà thuốc. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì không có cái điều đó. Chính vì thế chúng ta xảy ra cái tình trạng là trong những cái khu phố tầm 100m, thậm chí chưa đến 1km, nhưng chúng ta có đến tầm 5, 7, thậm chí đến 10 nhà thuốc tư nhân. Nó dẫn đến tình trạng là, đúng không ạ, chúng ta cạnh tranh nhau không những về con người mà cạnh tranh nhau cả về giá. Thì đó là vấn đề thứ nhất mà các nhà thuốc đang gặp phải. Vấn đề thứ hai là do giới hạn địa lý, đúng không ạ, và khách hàng. Thì chúng ta sẽ gặp phải tình trạng là ví dụ như ngày hôm nay Đức Quyết đang ngồi ở văn phòng của GH Shop ở Khương Mai, đúng không ạ? Thì những anh chị nào chúng ta mà có mặt ở Đông Anh hoặc có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta không thể đến đây mua thuốc được. Có đúng hay rất đúng của anh chị? Thì đó là chúng ta giới hạn về mặt địa lý. Chính vì giới hạn về mặt địa lý cho nên khách hàng chúng ta sẽ không được mở rộng. Thì đó là vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba nữa là hiện tại bây giờ công nghệ thì ngày càng phát triển, nhưng hầu như các chủ nhà thuốc bây giờ phải gặp phải tình trạng là rất nhiều các chủ nhà thuốc để mà có bằng dược sĩ mà chuẩn chỉ, Đức Quyết nói, bởi vì đúng không ạ, thì rất ít, mà chúng ta thì có rất nhiều các anh chị là đi ngang đi tắt, có những người từ bằng khác chuyển sang, có những anh chị nó khi từ bằng y điều dưỡng, và thật sự có rất nhiều anh chị từ các bằng khác mà chúng ta học trái ngành sang. Cho nên là chúng ta thực tế là chúng ta hiểu và đam mê thật sự vào nghề thuốc cũng còn hạn chế. Và cái thứ ba đặc biệt quan trọng hơn nữa, cái thứ ba này là tất cả các chủ nhà thuốc chúng ta lại không cập nhật về vấn đề ứng dụng công nghệ. Mà trong thế ngày hôm nay cô bác anh chị thấy rằng thời điểm này là thời điểm xu hướng của công nghệ. Công nghệ tức là chúng ta phải ứng dụng vào công nghệ thì chúng ta mới giải quyết được bài toán của khách hàng và bài toán doanh thu, cũng như là gia tăng lợi nhuận cho chính cái nhà thuốc của mình. Thì đó là vấn đề thứ ba mà các chủ nhà thuốc đang gặp phải. Cái vấn đề thứ tư ấy là tất cả các nhà thuốc bây giờ chúng ta không có ép thêm các cái giá trị cho khách hàng của mình. Ví dụ có rất nhiều khách hàng người ta quay trở lại chúng ta mua nhà thuốc chúng ta thường xuyên, thì ngoài vấn đề chăm sóc khách hàng, chúng ta thêm thiếu các cái vấn đề giá trị gia tăng, cũng như thêm những cái giải pháp hoặc những cái phần quà hoặc những cái phần giá trị. Chẳng hạn như vừa rồi thì khi mà Đức Quyết chia sẻ cho một bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh thêm cái giải pháp tức là kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân ở cái khu vực đó, đúng không ạ? Thì gần như thì chỉ trong vòng một tháng thôi, cái số lượng khách hàng của bạn bây giờ là bạn ấy gia tăng thêm tầm 300% khách hàng của mình. Bởi vì khi mà khách hàng của bác anh chị biết là hàng tháng, đúng không ạ, họ lại được có một cái phiếu kiểm tra sức khỏe miễn phí ở cái cửa hàng thuốc của chúng ta, và một tháng trị giá 300.000, nếu phải họ quay trở lại chúng ta họ kiểm tra sức khỏe và họ lại đưa bạn bè chúng ta đến, không ạ? Mà khi kiểm tra sức khỏe chúng ta thấy tình trạng của sức khỏe có vấn đề, có phải chúng ta lại tư vấn được về thuốc thực phẩm chức năng không ạ? Cho nên là cái vấn đề mà các nhà thuốc bây giờ chúng ta chỉ tập trung, không tập trung vào, chúng ta cứ mài mòn, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta mở ra là khách hàng tự đến. Nhưng đến thời điểm này rồi thì cạnh tranh nhau là rất là quan trọng. Thì cô bác anh chị chúng ta phải biết là chúng ta phải add more value, thêm nhiều các giá trị cho khách hàng, đúng không ạ? Bệnh nhân bây giờ cũng là khách hàng, đúng không ạ? Ngay bản thân cô bác anh chị biết các bệnh viện bây giờ cũng phải làm sao thay đổi cách phục vụ, bởi vì các bệnh viện bây giờ cũng đưa các cái giá trị vào, cho nên bản chất chúng ta bệnh nhân cũng chính là khách hàng. Thì cái vấn đề thứ tư mà các chủ nhà thuốc đang gặp phải đó là chúng ta không add more value thêm các giá trị cho khách hàng của mình. Và cái đối tượng thứ năm ấy là bản thân các nhà thuốc chúng ta chưa biết đưa cái hiệu thuốc của mình lên online, đưa lên trên internet, đưa lên trên Facebook, đưa lên trên Zalo và đưa lên YouTube. Và chính vì thế thì chúng ta bị hạn chế rất nhiều khách hàng, đúng không ạ? Nhưng trước khi đó thì chúng ta phải biết xây dựng cái nhân hiệu và thương hiệu cho nhà thuốc của mình hay cho chính cái người đại diện của nhà thuốc đó, chúng ta cũng chưa làm được. Thì ngày hôm nay thì GH Shop sẽ giúp cho cô bác anh chị, nếu trong thời gian từ giờ đến ngày 30 tháng 12, thực tế trước kia thì chúng tôi đang đào tạo những khóa này về xây dựng nhân hiệu, thương hiệu và khóa học YouTube lên đến $1,000 một khóa học. Nhưng trong thời điểm này tất cả các anh chị em nhà thuốc, các spa thẩm mỹ, các anh chị bán hàng online, đặc biệt các phòng y học cổ truyền mà mong muốn, đúng không ạ, được học cái khóa này thì hãy trở thành đối tác của GH Shop để phân phối cũng như cùng với lại chúng tôi phân phối các sản phẩm của GH Shop. Hoặc những anh chị nào không muốn phân phối mà có thể đăng ký khóa học này, chúng tôi cũng sẵn sàng. Thì chúng tôi sẽ giúp cho cô anh chị là, một là có những cái giải pháp cạnh tranh. Thứ nhất, một giải pháp cạnh tranh.
đưa những cái giải pháp để chúng ta có thể chinh phục được trái tim khách hàng, chứ không phải là chúng ta cạnh tranh nhau bằng về giá. Cái thứ hai sẽ giúp cho chủ nhà thuốc đó sẽ xây dựng được cái nhân hiệu và cái thương hiệu của mình trên Zalo, trên Facebook. Đặc biệt thứ ba, chúng tôi sẽ biết giúp cho cô anh chị sẽ có thêm những cái món quà bằng các cái giải pháp. Ví dụ như là chia sẻ cho anh chị chọn và tìm những cái máy có thể kiểm tra sức khỏe vô cùng tuyệt vời mà giá lại rất là hấp dẫn, để giúp cho cô anh chị có thể có những món quà tặng cho bệnh nhân, cho khách hàng của mình trong cái khu vực của nhà thuốc của chúng ta. Thì chúng ta sẽ giữ chân được khách hàng trung thành và chúng ta còn kéo thêm được nhiều khách hàng là bạn bè của khách hàng trung thành của mình. Cái vấn đề thứ tư là chúng tôi sẽ tặng cho các bác anh chị tất cả những đối tác, đúng không ạ, của GH Shop, đó là một khóa học xây dựng kênh YouTube. Bởi vì khi cô anh chị xây dựng được kênh YouTube, chúng ta review được các cái chia sẻ cho cả cái khóa học về, chúng ta biết làm sao livestream trên Facebook để chúng ta bán hàng. Ngoài ra, sau khi livestream xong và chúng ta biết xây dựng, chia sẻ, review những cái sản phẩm bất kỳ như thế này, đúng không ạ, và chúng ta đưa lên kênh YouTube, thì chúng ta sẽ không những có khách hàng ở tại chính cái cơ sở và trong cái phòng nhà thuốc của chúng ta, mà chúng ta có khách hàng trên cả nước, đúng không ạ, thì chắc chắn chúng ta sẽ gia tăng được khách hàng rất lớn. Và từ giờ đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, chúng tôi sẽ có cơ hội dành cho tất cả những anh chị em đăng ký, đúng không ạ, hay kết nối trực tiếp, đúng không ạ, đến GH Shop thông qua trên fanpage, liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của Bùi Đức Quyết, số điện thoại 0902284189, hoặc số điện thoại 0867697007, hoặc cô bác anh chị comment, đúng không ạ, xuống phần dưới của video này, và cô bác anh chị có thể tham gia vào nhóm. Và chúng tôi tin rằng những cái giải pháp của GH Shop đã giúp cho rất nhiều các nhà thuốc, các spa, các thẩm mỹ, các phòng y học cổ truyền. Thì đây chính là một giải pháp đột phá giúp cho các anh chị luôn luôn duy trì cái tốc độ tăng trưởng của nhà thuốc, và chúng ta giữ chân được khách hàng trung thành. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta bán hàng không cần, đúng không ạ, không có biên giới. Chúng ta có thể ở Hà Nội, chúng ta có thể bán hàng được đi tất cả mọi nơi. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở tất cả các video sau. Xin rất là hân hạnh được cộng tác cùng với lại tất cả cô bác anh chị đến với GH Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.